chị này chị Trưng mâm ngũ quả ý nghĩa sao vậy ta? Chị Hằng, hả? À, chị Trưng cái này là ý nghĩa sao? Cái này trái cây này hả? À. Ồ, để khi giờ mình tính đi ha. Nó có gì? Có mãng cầu, thanh long, đu đủ, xoài, quýt. Thì bây giờ mình ghép lại coi nó là cái gì cho nó dành ra. Cái này là long rồi nha, cầu long. Cầu long hả? Cầu long. Ồ, cái trái mãng cầu. Đây là đó, cái trái mãng cầu cho mọi người xem cái trái mãng cầu trước kìa. Đó, trái mãng cầu. Thấy không? Trái mãng cầu rất là dễ thương rồi mọi người. Ồ, cầu đủ đi. Cầu long đi. Cầu long đủ. Đó, trái đu đủ Hawaii rất là dễ thương mà nó rất là ngọt nha mọi người. Nó ngọt cắt luôn, nó rất là ngọt. Cầu long đủ gì? Đủ xài. Đủ xài đây. Đủ xài, ok. Tiếng người Việt Nam miền Tây mình kêu là chết xài chứ không kêu chết xoài. Chết xoài là miền Bắc kêu chết xoài. Mọi người ơi, đây là trái xoài nhưng mà người miền Nam mình gọi là chết xài. Thì là cái gì? Mình ghép lại coi. Cầu long đủ xài. Cầu long đủ xài. Ủa long gì đủ xài? Long là gì này nè? Tóc. Đúng rồi, tóc là nhiều đủ xài. Đó, mình cầu tóc mình cho nó nhiều. Mình cứ nghĩ vậy thôi, long không là tóc không? Mình mình phải cần cái tóc giảm cái. Hiểu đúng không? Bây giờ nếu như một năm có tóc mình nó đủ. Ừ. Thì mình phải gắn tóc giả nó đẹp. Cho nên giờ năm nay mình cầu long đủ xài. Đủ xài. Tóc mình cho nó nhiều. Có gì đủ nữa? Xài. Rồi, tóc lại đây. Tới mang cầu chứ cầu quất vậy đó chứ quýt rất là bự nhưng mà người miền Nam mình thì gọi là trái quýt nhưng mà người miền Bắc gọi là quả quất. Thì ý nghĩa là gì? Là cầu quất. Cầu quất đủ thì người miền Nam mình gọi là trái quýt đúng không? Người miền Bắc gọi là cái gì các bạn? Nếu như người miền Bắc gọi trái này là trái gì các bạn? Quả quất. Thì cầu cầu gì? Cầu quất đủ xài. Cầu quất đủ xài. Quất gì vậy? Quất gì? Nằm xuống quất. Nó chèn quất. Không, nó không chịu. Không chịu hả? Quất cái này không chịu. Rồi quất cái gì? Quất. Vậy thì coi như mình tính là mỗi ngày mình đi làm là mình quất. Mình quất đi. Mình quất. Là quất. Quất. Cầu quất đủ xài. Nói chung là cầu quất. Là coi như là đủ tiền đi. Là coi như là cầu đi làm mỗi ngày là quất là đủ tiền để xài, xài. Đúng không? Cầu quất đủ xài. Xài ok ý nghĩa nói chung nếu như mà nghĩ ra về cái nói về để mình mắc cười á thì cầu long đủ xài đúng không? Thì lông mày cũng được, lông mày cũng được, lông mày cũng được, thì có lông nheo thì nó đẹp mà lông mày ra nhiều nó cũng đẹp. Thì nói chung là vậy đi, cầu long đủ xài hoặc tóc cũng được, tóc cũng là long. Nhưng mà long gì đâu, ngoài ra đâu còn long gì hết. Đừng nghĩ xa quá chị ơi, đừng nghĩ xa quá, đừng nghĩ xa quá. Ok, như vậy thì cầu long đủ xài, cầu quất đủ xài luôn mọi người. Thì nói chung là quất mỗi ngày ở đây công việc mình đi làm phải đi làm mỗi ngày thì đi làm, nói chung là hỏi cái gì mình nói mình làm chuyện đó đi cái mình cũng ưa dùng cái câu nữa. Ok, quất luôn. Quất luôn phải không? Quất luôn, quất luôn là làm luôn. Ờ, giải thích cũng có lý. Đúng không? Đúng chịu. Rồi. Chịu. Chịu phải không? Chịu. 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 Đúng chịu. Không? Chịu. Bây giờ đúng không? Đúng. Mỗi khi mà mình á muốn làm cái gì hỏi làm không? Làm đang tính. Ok, chơi quất luôn. Quất luôn, đúng không? Đúng. Cầu quất đủ sao? Không, công nhận nói chung thì trên cái mâm trái cây này sự thật mình mua về từ hồi bữa Trưng tới hôm nay là mình vợ Trưng hôm bữa ngày 28 Tết nhưng mà mình chưa có nghĩ tới là cái ý nghĩa của mâm trái cây này là cái gì luôn. Cái này là sự thật. Nên như bạn mình hôm nay nó tới thì bạn mình nó hỏi là mình Trưng cái mâm ngũ quả này là cái ý nghĩa gì, thì sự thật mình lấy cái mâm trái cây này ra mình tính lại thì cái nói chung cái câu nói của người Việt Nam mình á thì rất là mắc cười, tại vì câu nói cái tiếng Việt của mình nó rất là phong phú. Nếu như mà nghĩ ra thì cái gì cũng có thể cười được đúng không? Nhưng mà sự thật cái mâm trái cây nó rất là ngẫu nhiên, mình không có một cái sự sắp đặt để mình trưng cái mâm trái cây này, thì cái mâm trái cây này sự thật nó rất là ngẫu nhiên. Thì hôm nay bạn mình đã tới hỏi tình cờ hỏi như vậy thì mình thấy cái mâm trái cây mình mắc cười quá cho nên cái này là một sự tình cờ mọi người ơi, chứ không có
mình không có cố ý chưng cái mâm trái cây nó như vậy nha mọi người. Ok mọi người, chúc mọi người ăn Tết một năm mới thật là vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Happy New Year.